chúng tôi ở Akara Vinh này kru ta miền Akara chẳng đôi mà đi đấy chúng tôi ở này chúng người để quạt miền bánh hạt xoài của viên này kru cha Akara đôi nhom ở ban chụp để chụp nước nông ở đây dùng này chấm cứ phía chớn này chừng người quạt mà chụp khu bay đấy sang cái quạt chọc bù cha chọc bù phía chớn phần này càng cao nắng phần này càng đa này bù quạt nắng hay ở ca chọc bù nắng tràn tại việc xong chừng mũi nắng ca hầm bù rồi có phía mình pro cái này cao bằng tổ bằng miền này thang này chừng người khác quạt ai miền chỉ Akara rỉ rú vì bị đong không một thay ngay bị chọn nhưng chọn khơi quạt rẻ nó bị bật rồi có bị quạt tập tại nhà mà hai hai hay bị khác để chỉ người quạt mà chụp dưới đời xa tại quạt bị bảo bật trường miền tha bay thay ngay làm thay ngay rồi mà tập ít bạn quạt bật trường ở đó hay tùm rộng này liền một nó cứ răng khăng hay smooth khăng hay bật tập mà tiết trên khơi miền rồi sẽ nhầm tại bản xóm đôi chi Akara này cả hầm púa rồi có cả cút chân áo ấy chị đào hay dân khơi tha ca chọc bùa đó ca hàm bùa đó nó phía chớn nè chị ngứ quạt tay để bắp rụp bẹt ha quạt miệng thà ban thu nữa bây để quạt ban mình tô bóng rồi quạt ban đai sol ấy hơi chẳng nát này cha cha con cha mình tên này kêu cha cha bữa sân chi nè chị ngứ quạt ở miền bảy hà nắng hay quạt ở ban chập rắm khôn ai nhá na hay quạt từ rồi cặp chiều ban nắng ở ban toàn pe về lìa thà ta về miền phò bắc phò ấy đai rồi thế này kêu cha chẳng nơi pe khác nơi pe để quạt ban mà chụp khủng bẹt nhưng ta về miền phò ấy bảo vậy khác cứ phía chớn chấm bùn này chỉ người đại tu lửa muộn rồi có rễ rú nó cứ dâng khơi thang cọt ảnh biến ở vọt tới chi chỉ người rồi đông bạt tại sao là bê cọt tu lửa muộn chẳng cứ có thở prang khàng chẳng biết thôi ai sầm biến thông bùn nó biết sao lại tại đó là say rồi đông rồi là khang khổ mới biết thôi ai cọt miên phải cho mình cả rồi đông bạt này chỉ người rễ có đôi kia đây bây để qua tập bật trường hao hình chẳng là toàn ó có thở từng quay bật trường đón tiếp chẳng thôi ai cả đánh quay nơi tụt tự dưới đó thôi qua phải cho mình cả rồi đông bạt hai mối tiết cứ vì ai miền bành hà thọc ở rõm rồi các bạn thực chất mình là thà này chỉ người khá là có chư chẳng có chân bị bệt mà nẻ tờ hổ bệt mà nẻ tiết bị bố ấy để sao ta có thực chất rồi có thà rồi sở nhà nóng chìa ba tới vì lọp làng vinh bần tái không cứ bệt đối quả ban bị dồn rồi quả này chỉ người tốt nó ở ban dồn ở chỗ ban bị chỉ người nó có thấy quả đã bị bệt mũi tới bệt mũi hay là bệt đại rồi sở nhà này tờ thú chẳng vì thôi quả miền bạn ha à rong bạn thực chất được thọc bà rong hay ác ta từng ăn nắng cứ vì thua ai ruột xây nhà nên chừng ngửi nắng vì căn thật ngôn chẳng vì đôi chỉ còn là thế nhá vì chỉ cần ta phải chôm từ bên từ màu cha này kêu tam bắp bì sa này kêu to từ lời vì sai số khác bị ba nít chiên đập chân nam hái bẹp bòn chùm mùi nằng bạn ha cặp bẹp phù viên thay lao vậy nè chẳng này kêu nhắm tròn đằng thà ta này kêu miên bẹp chay cả tê vậy khắc nông ca chịu ba chùm người đi đái này kêu cha cha con đang sầm nổ này đây mẹ chỉ người tay để chọn đắng mẹ khổ nhóm kê tha nhóm soi của viên ta nhóm chịu bao khổ bay pi bên nhà ai nên đó thu tiền lại khổ chui thôi mấy anh nhóm chị sầm cam tim muối cứ thở đã thơ vọc ca rộ rộ để cha đến bật ao trầm trời thật bật chỉ chỉ người soi của viên bên tay tạo mà tiết chân ai ao tham chia ba từ tam rộ sân nhà đôi giường bàn phía xa như mấy những tha từ tam room criteria nên là cứ giường ai chạy mẹ chỉ người chia mẹ chỉ người đại biên bánh hà tôi liền mũi dân ai ai thân nằm bẩn tôi liền mũi quạt nhắm hay lực từ chợ đại quạt nhắm lại nên phải chơi bán chán trong này hai đại miền chỉ tự sái với chân lý hai bờ sân chỉ crom đại miền bánh hà rẻ cứ dân ai ai thân nằm bập hết đôi thà bập bụa bật thoi cà rẻ nâng tới hay nâng dân ai pra thân nằm bập hết bập bụa floor intestinal rồi cái hai thà bập bụa sạp bên cài bacteria đại lõi đó đồng bay ở về từ sang cái hai ecosystem ở lõi viên thông bộ viên thông quạt nắng hai bản thân chỉ có rẻ mà chỉ tập ấy dương ai bản thân chỉ tập nâng chia ở bộ ông là liền đây ai quạt hai nâng lực tới chạy quạt nhằm tại bàn chán hai mùi tiết sầm đẹp này để chưa búa cái dương ai thằng bản ca chỉ chập rồi có thằng bản thoi ca cẩn trạ từ lời bộ viên thông hai bản thân từ lời thằng nam nắng cứ dương lực tập chất quá chứ chỉ người sai của viên đó cứ bị ai miên chỉ bị xét nơi bây để dân miên stress rồi gọi ai rồi miên bệnh hại muốn nó cứ bị thôi ai chặt đam trên những ruột nhà này mà chứ nơi bây để dân sợ chất dân phải cho thầy dân trừ chẳng miên ha khi bị dân ai tham để quạt nhám hai dân thở bị dồn để chỉ người dồn bị chỉ người nắng hay thường mấy ai quạt miên sắc có phiền phải chặt bàn lõ cứ thở che hạt paran hạt yoga rồi có sự mà thích lắm đồng bơi ai sắc có phiền phải chặt quạt nắng bàn rằng mòn đá hay khi bị nắng cứ dân lực tích chất ai quạt phải đô tổ lộp này cả bò rì phô à ha rồi có cả rôn thờ bị trăm tháng ngày nâng cư chi viên của mọi quạt bị xa bị dìa rồi có xa xa ra bếch ca bị xa bà đấy hay nâng à ha mà chẳng nốn để vì miền chiệt cái hai thang khắp bốn hai thật đẹp lên thang bà phê rồi bộ mà xa gửi chọn với thờ ai dân hàng bố
bà lái mình đôi chỉ bộ bộ spray cái đau vậy chứ nghe vận tay khoảng tha bà lái thằng anh ấy nhưng anh em bác nó bảo là mình tịch tuổi hay khảo bị nắng cứ chi viên thầm mấy công ai quạt bà thằng bộ ràn ấy đã đăng một chân đấy một bề khác nơi về đây này chỉ bạn thực chất quạt bằng từ lỡ sợ bà ràn môi trường luôn đây chẳng thằng anh ấy cứ chia cao chia ba từ lỡ này chỉ gửi đại miên bài nhạc sau của viên cha cha ông con trai mình tên này kêu để bàn bằng hai bẹp con cho môi năng tiếng bị mù là hai tiếng rục sành nhá ក៏ដូចជាផលលំបាកនិងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលចង់ដឹងតើអ្នកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តកើតមានជំងឺខ្សោយពោះវៀនហ្នឹងអ្នកគ្រូចា៎ធីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺខ្សោយពោះវៀនធំហ្នឹងគឺចាំបាច់គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបើយើងរៀនតាំងពីនៅបឋមសិក្សាគឺបីល្អមានថារស់នៅស្អាតផឹកស្អាតហូបស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានពេលវេលាសម្រាប់ហាត់ប្រាណខ្លះម៉ោងធ្វើការងារយើងធ្វើការងារម៉ោងញ៉ាំគឺត្រូវតែញ៉ាំញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ហើយឲ្យបានគ្រប់មុខជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើហើយនិងត្រីឲ្យបានច្រើនហើយនឹងញ៉ាំទឹកមួយថ្ងៃឲ្យបាន1លីត្រឡើងទៅ2លីត្របើសិនជាគាត់លេងកីឡាគាត់អាចញ៉ាំបានច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានអនុសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងដែលជួយធ្វើម៉េចឲ្យយើងរស់នៅឲ្យមានសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបានល្អអញ្ចឹងសុខភាពក៏ពះវិញយើងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងជៀសវាងញ៉ាំអាហារណាដែលមិនស្អាតឬក៏អាហារឆៅអីឲ្យបានចំអិនល្អអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយកុំប្រើប្រាស់កុំបរិភោគអាហារទាំងអស់នោះច្រើនពេកចា៎ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដូច្នេះលោកអ្នកអាចងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរបស់លោកអ្នកតាមបែបជប៉ុនដោយងាយសាមញ្ញចំណាយតិចនិងមិនឈឺចាប់តាមបែបធម្មជាតិជាមួយផលិតផលឈុតដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដ៏ល្បីល្បាញជាបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននោះគឺផលិតផល Lactose និងស្ដាច់សរាយសមុទ្រ Elken Spirulina ដែលមានប្រភពទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ទាំងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា USDA ក្រសួងកសិកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់អំពីការផលិតដោយធម្មជាតិ GMP ដែលបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារនៃការផលិតមានអនាម័យខ្ពស់និងត្រឹមត្រូវនិង Halal ជាដើមជាពិសេសគឺមានអ្នកជំនាញធានាអាហារច្បាស់លាស់ដោយសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញនៅជប៉ុនសាស្ត្រាចារ្យ Kunkudo និងវេជ្ជបណ្ឌិត Yasumasa Kudo ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនជាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយរហូតមានអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាង1លានអ្នកទូទាំងពិភពលោករយៈពេល26ឆ្នាំប្រើប្រាស់ទៀងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទិញឥឡូវនេះ Free ដឹកជញ្ជូន24ខែក្រោយ